làng giao tu năm 2019 đem đến khá nhiều thú vị cho cộng đồng mạng với nhiều cái tên thế hệ có, cũ có như Phát Tuy Di, bà Tân Lốc. Tất cả đều theo đuổi phong cách vui nhộn, vô vẻ. Trong số đó phải kể đến một thế lực thế hệ nổi được gần 2 tháng nay là 1977 lốc. Điều làm cho những ghi tem của họ có chỗ đứng, khi dấu ấn với giới trẻ chính là nguyên liệu mà họ khai thác, các thành phẩm dân học được thành lập dưới dạng phim xưa. 1977 Lốc là ai? Như đã nói ở trên, 1977 Lốc là một nhóm hài thế hệ sinh ra gần đây với những clip được lấy cảm hứng từ các thành phẩm dân học Việt Nam. Dù chỉ thế hệ vỏn vẹn có ba clip nhưng item nào của họ cũng có độ di răng cực khủng, được đông đảo khán giả trẻ yêu thích và không hề thua kém cõi bất kỳ người làm giao tuber chuyên nghiệp nào tác giả cũng như nhân vật chính trong các clip của 1977 lốt là ba anh chàng thuộc thế hệ chính Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Diệp Anh cùng sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Tân sinh năm 2001. Trong đó, Trung Anh và Diệp Anh là bạn bè sinh đôi còn Văn Tân là em họ của hai anh chàng này. Ba tác giả đồng thời là nhân vật chính của 1977 lốt. Thiết bị quay duy nhất của họ là một chiếc điện thoại. Được biết, cuối tháng 8 vừa rồi, kênh giao tu B1977 lốc được sinh ra theo cách không thể tình cờ hơn. Tại thời điểm đó, trong khi cả cộng đồng mạng đang tranh cãi việc sử dụng chú chó c cho bộ phim Lão Hạt thì Trung Anh và Diệp Anh đã nảy ra ý tưởng làm một clip vui về Lão Hạt, ông giáo và chú chó c Tất cả mọi thứ xung quanh clip đầu tay này của ba bạn bè đều là mẫu hướng, tùy cơ ứng biến không những thế, để ý một chút thì mọi cảnh quay đều chỉ có hai người diễn và một người quay. Thiết bị quay duy nhất của họ là một chiếc điện thoại, không hề đi kèm bất kỳ một dụng cụ cung cấp nào. Sau khi quay hoàn thành thì ba chàng trai lại đi nhờ cắt dựng, lòng tiếng. Vì không phải dân chuyên nghiệp nên để thực hiện các công việc đều tốn kha khá thời gian. Mới ra lò ba clip, cả ba đều đạt trên 3 triệu lượt xem lấy cảm hứng từ các thành phẩm dân học ngại điển như Lão Hà, Chí Phèo Vợ Chồng Ma Phủ nên phiên bản thân nội dung của 1977 lốc cũng đã vô cùng quen thuộc, dễ hiểu. Nhưng làm sao cho thế hệ, cho hút người xem và chi thành phong cách riêng lại không phải chuyện dễ dàng. 1977 lốc vợ chồng A Phủ Ba Rô đi dòng xoáy của tệ bạc. Đầu tiên phải kể đến màu sắc di đeo đậm chất phim truyền hình Việt Nam trước giải phóng nhiệt độ chậm rãi rãi, lời thoại ngắn nhưng ý nghĩa cùng với việc sử dụng câu nói trên, di răng trên cũng là những thú vị giới trẻ tiếp theo trong các item của 1977 lốt. Cuối cùng, các nhân vật trong các clip của 1977 lốt đều có liên hệ mật thiết với nhau, chi thành thiên hà thế hệ của mình. Đương nhiên, để làm được tất cả những điều này, cả ba anh chàng đều phải là những người vô cùng nhanh nhạy, tính thời sự cùng tính vui nhộn cực cao rồi bên cạnh sự táo bạo cùng với ý tưởng thế hệ lạ thì cũng không thể không kể đến cái duyên với của ba người chơi trẻ. Hiện tại các video của 1977 lốt đều đạt trên 3 triệu lượt xem, nhận nút tệ bạc giao tu Beo chỉ sau 3 clip và cứ đà này thì nút vàng cũng chẳng còn xa nữa. Đây thực sự là một thắng lợi đáng mơ ước của tất cả các giao tu Beo hiện nay. Hãy cùng chờ đón những item tiếp theo của ba anh chàng này nhé.